Rồi này, chào mấy bác nha. Hiện đợt này đang xả bớt những con máy thì em có một con S35 xăng dưới nha. Thì em bán đi cho nó trôi bớt đi nghe mấy bác nha, cho nó lên đường. Và con này rất là đẹp. Mọi người coi con máy này. Rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Đây, thử máy này. Thì em tiện xả là em bán cho nó trôi đi nha. Chứ đợt này là đất rẻ gì à, cho đi hết ạ. S35 thì những cái con này này nó được mệnh danh là vua của các loại máy cắt cỏ rồi, nó thuộc thứ dữ nên mấy bác về làm nó rất là sướng. Cái cảm giác của nó không có ì, không có è đâu. Mấy bác mà ra phát cỏ là cảm giác nó phát rất là mạnh mẽ và sung sức, có nghĩa là nó không có ì, không có è, ra là chiến thôi, rất là sướng. Thì con này còn rất là đẹp nha, S35, từ tay lái, từ cần, từ này từ đó, lúc đầu là còn rất là tuyệt vời. Thì em bán như video nha, và em bán giá là em xả không lời luôn nha, nói thiệt, bởi vì đã lên chế ga ngang luôn rồi đó, mọi người để ý coi, em đã lên chế. Và con này màu mè là rin hết nha, có nghĩa màu đây là màu rin luôn. Con máy còn rất là chất, ốc ếch là còn trên cả sự tuyệt vời, rất là đẹp, công tắc công tích rin đẹp. Thì em xả luôn đi, em bán cho mọi người giá là 2 triệu, thôi tính mọi người giá 2,3 triệu đi. Đó. Thì coi như em xả cho vui, chứ không có giá đâu. Đợt tới mấy bác mua không hề có giá đó đâu nha. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video, thì mấy bác mua được thì cố gắng chốt cho bên em. Đây. Máy nổ từng tiếng thế không? Ok, thì một lần nữa cảm ơn mọi người. 2,3 triệu bao ship nha. Là em bán như video nha. Mấy bác coi kỹ, được thì chốt hạ cho bên em. Rồi mấy bác mua thì cố gắng vui lòng cọc cho bên em. Giá đã quá mềm rồi mấy bác nha. Cố gắng mua chốt nhanh đi, chứ không có nhiều đâu. Đợt tới nó không có hàng để mà bán đâu nha. Rồi ok.